Quân đội Israel thừa nhận tấn công nhầm làm 3 con tin thiệt mạng ở Gaza. Quân đội Israel đã xác định nhầm 3 con tin mà Hamas đang giam giữ là mối đe dọa và tấn công khiến cho những người này thiệt mạng. Một phát ngôn viên quân đội Israel ngày 15 tháng 12 thừa nhận, nước này đã tấn công nhầm 3 con tin đang bị Hamas giam giữ ở Gaza khiến những người trên thiệt mạng. Quân đội Israel bày tỏ lời chia buồn tới các gia đình của con tin, đồng thời cam kết cuộc điều tra về vụ việc sẽ hoàn toàn minh bạch. Một tuyên bố của quân đội Israel cho biết, trong trận chiến dữ dội ở Gaza, họ xác định nhầm ba con tin Israel là mối đe dọa. Kết quả là quân nhân Israel đã nổ súng và họ đã thiệt mạng. Quân đội nêu tên các con tin thiệt mạng là Jotam Haim, Samen Talaka và Alon Shabrib. Tất cả ba người đều bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 và các khu vực do Israel kiểm soát làm khoảng 1.200 người thiệt mạng và 240 người bị bắt làm con tin. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, bắt đầu xem xét vụ việc ngay lập tức những bài học đã được rút ra và truyền đạt tới tất cả các binh sĩ idf trên chiến trường thông báo viết và idf bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về vụ việc diễn đàn gia đình con tin và người mất tích bên đại diện của gia đình các con tin bày tỏ lời chia buồn và xác nhận tên của ba con tin thủ tướng israel benjamin netanyahu nói trong một tuyên bố cùng với toàn thể người dân israel tôi vô cùng đau buồn và thương tiếc trước sự thiệt mạng của ba người bị hamas bắt cóc trái tim tôi hướng về những gia đình đang đau buồn trong những thời điểm khó khăn này Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari khẳng định đơn vị này chịu trách nhiệm về mọi chuyện đã xảy ra. Ông nói, chúng tôi tin rằng ba người Israel đã trốn thoát hoặc bị Hamas bỏ lại, nhưng chúng tôi vẫn chưa nắm chi tiết về những điều này. Trong những ngày gần đây, Israel đã giao tranh dữ dội với các thành viên Hamas và chịu một số tổn thất về mặt binh sĩ. Ngoài ra, Israel cũng duy trì về các cuộc tấn công quy mô lớn vào Gaza. Theo cơ quan y tế Gaza, gần 19.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi Israel tập kích trên không và trên bộ Gaza sau sự kiện ngày 7 tháng 10, trong đó phần lớn là dân thường. Trong thời gian đình chiến kéo dài một tuần vào cuối tháng 11, Hamas đã thả hơn 100 phụ nữ, trẻ em và người nước ngoài mà họ đang giam giữ ở Gaza để đổi lấy việc Israel trả tự do cho 240 phụ nữ và thanh thiếu niên Palestine mà Tel Aviv đã bắt giữ trước đó. Theo Reuters, Hamas vẫn giam giữ 100 con tin ở Gaza, chính quyền Israel đang đối diện với áp lực lớn từ dư luận để giải thoát cho những người này càng sớm càng tốt. Hàng nghìn người đã biểu tình bên ngoài căn cứ quân sự trung tâm của Israel ở Tel Aviv với những biểu ngữ ghi Chúng tôi yêu cầu một thỏa thuận ngay bây giờ và không ngủ biểu tình suốt đêm, kênh tin tức Channel 12 của Israel đưa tin. Trước đó, chính phủ Israel đã nhiều lần tuyên bố rằng việc giải thoát tất cả các con tin là một trong những mục tiêu chính của nước này khi tiến hành chiến dịch quân sự ở Gaza. Israel và Hamas giao tranh dung chuyển Gaza khi Mỹ tìm cách bảo vệ dân thường. Israel và Hamas giao tranh ác liệt trên khắp Gaza ngày 15 tháng 12 khi Mỹ yêu cầu đồng minh của mình thay đổi chiến lược tấn công để tránh gây những tổn thất cho dân thường. Theo Reuters, các nhân viên cho biết giao tranh xảy ra ở Sechaya, Radwan Jatum, Tudfa, Beth Hannau, ở phía bắc, phía đông, Magazi ở trung tâm, rìa trung tâm và phía bắc của thành phố Yunis ở phía nam Gaza. Các bệnh viện Deir al-Balah, Khan Yunis và Rafah đã báo cáo có thêm nhiều người không qua khỏi và bị thương vào sáng sớm cùng ngày. Ngoài ra, xe tăng của Israel cũng tiến hành pháo kích vào các mục tiêu ngay phía đông thành phố gần biên giới Ai Cập. Trong một báo cáo công bố ngày 15 tháng 12, quân đội Israel cho biết đã phá hủy một trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hamas ở quận Sochaya, thành phố Gaza. Bên cạnh đó, họ xác nhận tiến hành một cuộc đột kích có chủ đích vào cơ sở hạ tầng của Hamas ở Khan đồng thời ném bom các địa điểm ở khu vực Rafah giúp Hamas chuyển vũ khí vào Gaza. Ames, 45 tuổi, một thợ điện có 6 người con chia sẻ với Reuters từ nơi trú ẩn của khu vực trung tâm Gaza. Giải đất này biến thành một quả cầu lửa chỉ sau một đêm. Chúng tôi có thể nghe thấy những vụ nổ và tiếng súng vang vọng từ mọi hướng. Người đàn ông nói thêm, họ có thể phá hủy nhà cửa, đường xá từ trên không hoặc bằng pháo kích, mù quáng của xe tăng và khiến dân thường bị liên lụy. Chúng tôi không còn gì để mất sau tất cả những gì họ đã làm với Gaza của chúng tôi. Theo các quan chức y tế Gaza, cuộc bắn phá không ngừng của Israel đã khiến cho phần lớn giải đất hẹp ven biển thành đống hoang tàn trong hai tháng qua, với gần 19.000 người được xác nhận là đã không qua khỏi. Israel đã phát động cuộc tấn công dữ dội để trả đũa cuộc tấn công xuyên biên giới bất ngờ của Hamas. Các chiến binh của nhóm này đã tấn công các cộng đồng Israel, sát hại hơn 1.200 người và bắt giữ 240 con tin vào ngày 7 tháng 10. Trước những hình ảnh thương tâm ở Gaza, Mỹ trong nhiều tuần qua đã thúc ép Israel làm nhiều hơn để bảo vệ 2,3 triệu dân thường ở khu vực này. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi việc ném bom của Israel là bừa bãi và kêu gọi cứu sống dân thường trên giải đất của người Palestine. Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan hôm 14 tháng 12 khi thăm Israel đã yêu cầu giới chức nước này thay đổi chiến lược ở Gaza, đồng thời nhấn mạnh đến nhu cầu bảo vệ dân thường. Đáp lại, các quan chức quốc phòng Israel đã thông tin chi tiết về những nỗ lực lớn mà họ đang thực hiện nhằm cố gắng tách dân thường khỏi Hamas, cho rằng Hamas đang lấy cơ sở dân sự và dân thường làm lá chắn sống. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với ông Jack Sullivan rằng Israel sẽ chiến tranh với Hamas cho đến khi chiến thắng tuyệt đối. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joas Galen cho biết, cuộc chiến sẽ kéo dài hơn vài tháng, nhưng chúng tôi sẽ tiêu diệt đối phương và giành chiến thắng. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Joe Skirba cho biết, Cố vấn An ninh Quốc gia Chuck Sullivan đã đề cập đến khả năng chuyển đổi từ những gì chúng ta gọi là các hoạt động cường độ cao như thực tế đang diễn ra sang các hoạt động cường độ thấp hơn trong tương lai gần. Nhưng chúng tôi không muốn áp đặt thời gian vào sự chuyển đổi đó. Điều cuối cùng chúng tôi muốn là báo cho Hamas những gì họ có thể phải đối mặt trong những tuần và tháng sắp tới. Người Israel nói Hamas bị xóa sổ bất chấp tổn thất về người. Người dân Israel hôm 13 tháng 12 cho biết quân đội không nên lùi bước trong cuộc tấn công không ngừng nghỉ nhằm đè bẹp Hamas bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Danh sách tổn thất về người của quân đội ngày càng tăng và số người Palestine không qua khỏi ở Gaza cũng ngày càng tăng. Người Israel đang chứng kiến ngày càng nhiều binh sĩ nước này không qua khỏi khi chiến đấu ở Gaza và sự liên án của quốc tế ngày càng tăng đối với người Palestine không qua khỏi. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Ten Aviv vẫn kiên quyết thực hiện cam kết tiêu diệt nhóm Hồi giáo Hamas và giải cứu khoảng 100 con tin Israel. Đoạn phim do chính phủ Israel công bố cho thấy, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hứa với các binh sĩ rằng ông cam kết sẽ bóp nghẹt Hamas Tôi nói điều này trước nỗi đau lớn cũng như trước áp lực quốc tế, không gì có thể ngăn cản chúng ta, chúng ta sẽ đi đến cùng tới chiến thắng không gì khác. Và đó là một thông điệp dường như gây được tiếng vang với nhiều người Israel. Một luật sư ở Jerusalem cho biết Israel đang phải trả một cái giá cực kỳ đắt khi tất cả những người lính trẻ không qua khỏi. Nhưng có lựa chọn nào khác đâu, đây là cuộc chiến vì sự sống còn của Israel. Nhiều người Israel thừa nhận mức độ tàn khốc của chiến dịch đối với thường dân Palestine sống ở Gaza, nhưng họ quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Chiến dịch trên bộ tại Gaza của Israel đã làm hơn 18.000 người Palestine không qua khỏi. Đây là chiến dịch để trả đũa Hamas sau khi lực lượng này tấn công các cộng đồng Israel vào ngày 7 tháng 10, làm 1.200 người không qua khỏi và bắt thêm hàng trăm người khác làm con tin. Nghị quyết Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức đã bị Israel bác bỏ. Đây dường như là phản ứng thống nhất trong cả cánh hữu và cánh tả trong chính trường Israel, cùng với việc bắt hoặc tiêu diệt các chỉ huy Hamas đã lên kế hoạch cho vụ đột kích ngày 7 tháng 10. Mục tiêu của Israel là giải cứu các con tin bị Hamas giam giữ ở Gaza.